Xin kính chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc ngày hôm qua đã chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường mới làm cho nền nhiệt độ ở các khu vực này giảm sâu, càng về đêm cái rét càng thấm sâu hơn. Trên toàn miền, nhiệt độ giảm từ 4 đến 6 độ một số nơi như Lạng Sơn, Hưng Yên, Phủ Lý, nhiệt độ giảm từ 8 đến 9 độ. Không chỉ nhiệt độ giảm mà cường độ gió Đông Bắc cũng khá mạnh. Tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 6. Trong đất liền ở Mẫu Sơn gió mạnh cấp 5, thủ đô Hà Nội gió cấp 3 làm cho độ rét rõ rệt và sâu hơn. Bên cạnh đó, không khí lạnh cũng tiếp tục dồn sâu xuống miền Trung và gây mưa suốt dọc từ Thanh Hóa cho đến tận Quảng Bình. Đến hôm nay, vùng mưa lan xuống Thừa Thiên Huế. Có nơi có mưa vừa làm cho nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm xuống trời rét, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời lạnh. Khu vực Nam Bộ vào sáng sớm có sương mù xuất hiện dày đặc. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do ban ngày trời quang mây, nắng mạnh, nên đến đêm mặt đất phát xạ dạ nhiệt dẫn đến hình thành sương mù bức xạ. Do tình trạng sương mù phủ kín nên tại nhiều tuyến đường cao ở thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện gặp khá nhiều khó khăn. Sau 10 giờ sáng, nắng lên mạnh, sương mới tan dần, trời nắng ấm dự báo trong ngày hôm nay các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi ấp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông có cường độ ổn định ngoài ra do còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió tây trên cao hoạt động yếu nên tại khu vực này còn tiếp tục có sương mù và mưa phùn các tỉnh miền nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình riêng khu vực trung và nam trung bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên mưa còn xuất hiện rải rác vài nơi với lượng nhỏ cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau Người dân các tỉnh miền Bắc vẫn đang ở trong giai đoạn những ngày mùa đông có mưa và rét, do vậy từ hôm nay cho đến hết tuần, tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa phùn cũng chỉ xuất hiện ở những vùng nội thành thủ đô ở diện hẹp. Ở vùng ngoại thành, mưa có thể diễn ra trên diện rộng và kéo dài hơn. Nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua và dao động ở mức 17 cho đến 22 độ, độ ẩm là 70 đến 75%. Nằm sâu trong khối không khí lạnh nên ngày hôm nay ở khu vực thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục một ngày trời rét và dự báo có mưa phùn với nền nhiệt ở mức thấp. Tại trung tâm thành phố Hải Phòng, nhiệt độ duy trì ở mức 19 cho đến 26 độ, độ ẩm là 80%. Xu hướng trong thời gian tới cùng với hoạt động của không khí lạnh có hướng di chuyển ra phía đông nên tại khu vực thành phố trời tiếp tục ẩm và nhiệt độ duy trì ở mức thấp gây rét chịu ảnh hưởng của những nhiễu động từ rìa phía tây của hàn lưu áp cao cận nhiệt hoạt động ngày hôm nay tại khu vực các tỉnh ven biển miền trung mây phát triển nhiều hơn cùng với đó là mưa rông xuất hiện trên diện rộng trong chiều nay những cơn mưa xuất hiện là tín hiệu vui cho người dân khu vực trong giai đoạn này vì trong năm nay mưa lớn xảy ra rất ít tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt rất nhiều so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa vụ cũng như sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây Ngày hôm nay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, trời nhiều mây và có mưa nhỏ, nhiệt độ giao động từ 21 đến 29 độ, độ ẩm là từ 60 đến 65%. Vào những ngày cuối năm, thời tiết khu vực phía Nam trong giai đoạn mùa khô nên những cơn mưa đã thừa hẳn, nhường chỗ cho những ngày ít mưa kéo dài và thời tiết có phần oi nóng hơn. Do năm nay mùa khô tại Nam Bộ cũng như các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm, nên mặc dù đang ở giai đoạn đầu của mùa khô, nhưng tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng khô hạn sớm. Tại các tỉnh thành phía Nam, nhờ hệ thống sông ngòi dày đặc, nên cho tới giai đoạn hiện nay, thời tiết chỉ cảm giác trời oi nóng. Trong ngày hôm nay, hình thế khống chế khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận là gió đông bắc yếu. Trong chiều tối và đêm nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời tạnh giáo, từ đêm về sáng trời xe lạnh và sương mù xuất hiện, ban ngày trời không mưa và nắng hanh vào giữa trưa. Tại trung tâm thành phố, nhiệt độ trong mức 23 đến 33 độ, độ ẩm là 50%. Nhiễu động trong đời gió đông vẫn đang tiếp tục từ biển di chuyển vào trong đất liền. Do vậy, trong hôm nay tại các tỉnh ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long, trời có mưa rông. Đối với khu vực thành phố Cần Thơ, thời tiết ổn định và không mưa. Nhiệt độ trong ngày là từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm là 60%. Thời tiết trong ngày nói chung là khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và giao thông. Tuy nhiên do trời hơi khô hanh nên có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm giữa trưa. Do vậy quý vị cần lưu ý nên trang bị thêm những vật dụng cần thiết để che nắng khi lưu thông trong thời điểm này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.